tayo. Vamos a poner una. Bóp thì còn ý nghĩa gì nữa, bóp thì họ vẫn đau đó. Đây là lấy thêm cái cuối này nè, cho hết luôn cho rồi. Không đợi. Tháng sau là bạn dưới này sẽ còn đào nữa. Chỗ này ngủ. Thank you.
35.000 lượt xem, 47.000 lượt xem nha. Cái đầu chị không vào nữa, cái nó không có tương tác luôn. Không đâu chị, nhưng mà mấy ngày nữa là tán cống khăn rồi. Hết mưa chưa? Cục nó đau thôi, cục này thì nó đỡ rồi. Cái này mà quơ mạnh một xíu cũng bay.